Anh ơi, có nên tha thứ cho người đàn ông khi đi hát tay vịnh không ạ? Em buồn quá, mong anh cho em là sao? Người đàn ông đi hát tay vịnh không ạ? Là đi hát karaoke ôm á hả? Em ơi, ở đây nó không có cái khái niệm là tha thứ. Nếu như em tha thứ thì có nghĩa là em chấp nhận con người đó rồi, đúng không? Còn nếu như em bỏ thì em lại tiếc, đúng không? Cái chỗ mà nó sai chỗ này nè, là cả hai đó đều không phải là cách. Các bạn nữ, các bạn hãy nhìn ra theo cái dạng là chỉ có A hoặc B thôi, trong khi nó có nhiều cái hành xử nó có thể tốt hơn. Em không cho anh ta theo đuổi em không chia tay, em không bỏ, nhưng mà em cho anh ta phải qua nhiều thử thách nữa. Tức là sao? Nếu như anh cứ đi vào cái ôm vậy, em không đi chơi với anh được, và em sẽ ngưng đầu tư tình cảm vào đó, vậy thôi. Nhưng mà mình không có chia tay, có gì đâu chia tay, có gì đâu chia tay, cứ để anh ta vậy. Nhưng mà em nói là em tha thứ cho anh, em tha thứ cũng như là em chấp nhận. Em muốn nói anh đi ra karaoke thoải mái, nếu mà em nói em tha thứ cho anh có nghe sao biết không? Anh cứ đi karaoke vịnh thoải mái, anh cứ đi hát vịnh thoải mái. Rồi sau này cưới về 3-4 năm đó, anh ơi, tại sao anh cứ tới ngày đi karaoke ôm? Em ơi, tại vì em đồng ý, em tha thứ, em đồng ý. Tại sao ở đây nó không có khái niệm là em tha thứ? Để nói cho em nghe là gì? Em không có quyền phạt. Chừng nào em có quyền phạt thì lúc đó em mới có khái niệm tha thứ. Em không muốn phạt thì em tha. Cái đó là cái quyền của anh ta ở hiện tại, đúng không? Anh ta chỉ có thể làm vỡ cái tình cảm với em thôi, chứ anh ta không có phạm lỗi đâu. Là nếu mình suy nghĩ kỹ mình thấy nè, cái quyền anh ta đi chơi, quyền anh ta, em có phải vợ đâu cản. Chứ nào em vợ thì về pháp lý em có thể nói anh làm gì đó không chung thủy. Nhưng mà anh và anh ta và em đang trong giai đoạn hẹn hò, đúng không? Nếu mà anh ta đang trong giai đoạn hẹn hò thì anh ta, những cái việc anh ta làm, anh ta chịu trách nhiệm, với em đâu có chịu trách nhiệm đâu. Anh ta ra ngoài anh ta đánh người khác thì anh ta đi tù, em đâu có đi tù đâu. Đâu ảnh hưởng đâu tiền bạc, em đâu liên quan gì đâu. Vậy đó là những cái trong cái thời gian đó, những cái việc anh ta làm em thật sự không có quyền can thiệp. Nhưng mà nó ảnh hưởng cái gì? Nó có cái phần là tình cảm. Anh ta đang đầu tư vào. Anh tưởng tượng, anh cho em cái ví dụ này nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký và chuông để nhận thông báo khi có video mới. Em là chủ ngân hàng, em không đóng tiền. Anh ta là người đi mượn tiền và em và anh ta không quan hệ tình cảm nha. Anh cho một cái tương quan để em thấy nè. Người này là người có cái đi mượn tiền em. Nói ok, tôi muốn mượn 1 tỷ tôi đầu tư vào kinh doanh. Em nói ok, đâu hãy chứng minh cho tôi coi là anh là cái người mà có thể tôi tin được để trả nợ. Tôi cho anh mượn 1 tỷ, sau đây anh phải trả tôi phải coi tôi tin được hay không. Ok, anh ta chạy ra ngoài, ok, anh ta cờ bạc. Em ngồi đây em nhìn anh ta cờ bạc đó, em không phạt được anh ta. Chuyện cờ bạc, chuyện quá, tiền quá, nó làm gì anh làm, đúng không? Rồi anh ta đi ăn xài phung phí, em ngồi em nhìn nó không làm được gì, đúng không? Cái quyền của anh ta, em không phạt được. Em không có tha thứ được, tại cái này cái quyền của anh, không có gì đâu tha thứ. Anh ta nướng tiền vào đỏ đen anh ta làm. Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái niềm tin của em cho anh ta. Anh ta chạy lại mượn đó, không được. Anh cờ bạc, ok, anh xài tiền phung phí. Mà bây giờ tôi không có phạt. Yes. Good night to con, cũng ngon nha. Good night. I love you. I love you, Hannah. I love you. I love you, children. Không đến đây nha. Love you, con bé yêu. Squish, con bé yêu. Good night. Good night. Tới giờ đi ngủ. Quay lại cái ví dụ đó, thì em là cái người cho vay tiền, em không phạt anh ta được trong cái việc anh ta đi chơi cờ bạc xài tiền phung phí. Em không có tha thứ anh ta được, tại vì cái chuyện của anh ta. Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc là em có đồng ý cho anh ta mượn tiền hay không, đúng không? Ở đây nó cũng vậy nè, nhưng mà ở đây thay vì cái chỗ mượn tiền đó, nó là cái quan hệ tình cảm. Anh hy vọng em hiểu được ý này. Anh ta quan hệ với cô gái khác, anh ta đi hát karaoke ôm, anh ta đi đánh bài đá gà cá ngựa, không làm gì làm. Anh ta phát triển sự nghiệp hay anh ta đập vỡ sự nghiệp, cái em không có quyền mà nói, em không có quyền tha thứ. Chuyện của anh ta tha thứ gì. Tuy nhiên cái mà em có thể xử lý này, là em quyết định cái đầu tư tình cảm của em, cái phần tình cảm em gieo vào đó bao nhiêu, đó là cái phần của em. Nhưng mà cái khổ chỗ này là thường các bạn nữ là yêu bà rồi, Cho nên là cái công cụ này, cái quyền bên đây của các bạn này, cái mà gọi là cái phần về tình cảm bạn, các bạn dục mất hết này, các bạn đem luôn cho anh trả, gom hết yêu thương quê nhà giao hết cho cha này luôn rồi, cho nên các bạn không còn gì hết trơn á. Cho nên giờ anh Tuấn ơi, phải tha thứ hay không em ơi? Cái đó chuyện đó bây giờ ngồi tha thứ, ổng đứng chống nạnh nói bây giờ tha thứ, bây giờ tha hay làm sao, giờ muốn sao, thôi anh ơi em tha thứ cho anh, nói tha thứ mà giống như năn nỉ vậy. Anh ơi thôi em tha thứ cho anh em tha thứ mà. Tha thứ gì? Mình là cái người giống như đang bị phụ thuộc mà đòi tha thứ cho người khác. Có coi cái phim Up không? Chữ U chữ P phở á, Up, cái nhà mà cái cậu bé đó sau này cậu lớn lên, cậu có cái cô bạn gái là lớn lên là đi kêu là adventure, tức là họ là những người khai phá, khám phá thế giới á. Cái nhà bong bóng đó biết không? Cái nguyên cái nhà cái bong bóng bật lên cái nó bay ra chỗ cái thác đó. Nó trong đó nó có cái phim thì có cái đoạn là con chó, cái con chó mà nó bắt nó chạy theo cái con chim á, cái con chim kêu là Kevin, nó nhớ không? Đó, cái con chim á thì cái con chó nó ôm trên con chim đó là please be my prisoner, please be my prisoner, tức là xin vui lòng làm tù binh của tôi. Please làm tù binh của tôi mà phải năn nỉ, xin vui lòng làm tù binh của tôi. Con chim đi đâu, cái chó dính vô chừng nó đi đâu lùi chó theo, chó cứ xin vui lòng làm tù binh của tôi. Ở đây em vậy à, tha thứ cho anh ta, giống như em là cái người đang thê thảm mà em có tha thứ cho anh ta, hiểu không? Cái tương quan nó sai bét hết trơn. Anh hy vọng là cái hình ảnh anh dùng cái ví dụ hồi nãy để cho em hiểu được. Rồi nước dừa ngon quá. Há rồi, uống quá. Có thêm uống đã. Để cho em hiểu được cái phạm vi, cái giới hạn, cái power của em nó nằm ở chỗ nào, sức mạnh của em chỗ nào, cái tương quan của em và anh ta nó có cái gì để em có thể dùng cái điều khiển. Đó mới là cái quan trọng. Vậy đó, cái câu hỏi của em là cái câu hỏi mà của một người mà giống như em không hiểu gì hết đó. Vậy đó, anh trả lời cho em là có nên tha thứ hay không? Anh không trả lời được luôn, tại vì chất quá à, cái tương quan nó đâu có gì đâu trả lời đó, hiểu không? Vậy đó là em phải biết cái phần, cái chỗ mà em có thể tác động vào là cái phần quan hệ tình cảm. Mà nếu như em đầu tư quá nhiều rồi thì bây giờ em không dùng được cái phần đó nữa, tại vì em không dám buông nữa kìa, chứ đừng nói. Đó, anh trả lời vậy, hy vọng là em hiểu để em có thể áp dụng vào trong cái cuộc sống của em, để có được cái kết quả như em mong muốn. Nhưng mà qua cái cách em hỏi là anh thấy là em thực sự chưa có cái phần cơ bản á. Và cái đó là cái dấu hiệu mà em sau này sẽ khổ. Bởi mình nói các bạn nữ hoài, khi các bạn hỏi mình á, mình trả lời cho các bạn, đó là cái định hướng của cho các bạn trong cái việc các bạn đang xảy ra. Đó là cái định hướng của các bạn trong cái việc xảy ra. Nhưng mà điều đó nó không có nghĩa là chỉ nhiêu đó là các bạn có thể hạnh phúc được. Các bạn phải có một cái kiến thức tổng quát. Nó có từng cái cụm nè, ở trên một cái lộ trình mà các bạn từ cái thời mà chưa có bồ cho tới lúc mà sống cái cuộc sống hạnh phúc hôn nhân tới cuối đời á, nó có những cái cụm. Thì giả sử như cái cụm thứ nhất mà mình dùng bên đây đi, bắt đầu ở đây đi, mình bắt đầu bên trái, mình ngồi đây thì cái này bên trái bắt đầu. Ở đây là hôn nhân hạnh phúc tới cuối đời. Thì nó có những cái này nè, chúng ta có kiến thức tình cảm để bắt đầu biết hẹn hò như thế nào, sàng lọc thạch xanh với lý thông ra. Rồi sau đó có những ông thạch xanh á, thì sẽ có những anh theo đuổi mình và anh ta cố gắng chinh phục mình. Thì trong những cái anh đó là những cái mối tình, những cái chuyện mà mình, những cái mối tình, tạm gọi cái mối tình của mình đó, thì mình sẽ sàng lọc ra và thấy cái anh nào nó xứng đáng và anh chinh phục được mình đó. Chinh phục là sao? Sự nghiệp đúng không? Về đẳng cấp con người đúng không? Phát triển về nghề nghiệp đúng không? Chứng minh được tình yêu của anh ta đúng không? Và những thứ khác trong cuộc sống. Thì cái người chinh phục được mình sẽ đến hôn nhân với anh ta. Sau khi mình đến với hôn nhân với anh ta thì hai người có cái cảm giác yêu cho nhau, đó là một cái hôn nhân có nền tảng tốt. Nhưng mà khi đến với hôn nhân thì các bạn bắt đầu vào một cái cuộc sống mới, là một cái cuộc sống mà các bạn chưa bao giờ đối đầu, chưa bao giờ sống chung với một người đàn ông, chưa bao giờ có con đúng không, chưa bao giờ biết là trách nhiệm trong nhà như thế nào, từ nào giờ không có cái thùng rác, bây giờ có cái thùng rác, ngày nào giờ ngủ con mình, bây giờ ngủ hai mình, rồi giờ có con trách nhiệm là con ai nuôi, chở đi học, dạy học, làm bài tập, đại loại vậy đó. Nó cả tỷ thứ nữa. Rồi có cái nhà, có cái tổ ấm thì nó sẽ có thêm đồ để làm, có thêm đồ để giặt, có thêm bùn bền để giặt, có thêm nhà để quét, có thêm đồ để nấu. Thì để cho tới cái cuộc sống hôn nhân đó. Mà nữa đây nè, là cái tương tác từ nào giờ không có sống chung với cái ông này. Mà cho dù có sống chung theo kiểu, nếu mà đi lộ trình đúng thì là không sống chung đúng không? Và nếu sống chung thì banh xác không tới hôn nhân rồi. Nhưng mà nếu mà đi tới cái lộ trình sống chung thì từ nào giờ bạn chưa biết cái cách làm sao để sống chung như một cái hôn nhân. Tức là chưa biết cách đưa thông điệp, nói chuyện với nhau như thế nào, trong cái cuộc sống hôn nhân thì có những cái nhu cầu gì chúng ta cần phải đáp ứng, chúng ta phải làm gì cho nhau để xây cái cảm giác mà từ fall in love với nhau này đến hôn nhân cho nó lớn dần lên, thì lúc đó chúng ta cần một cái kiến thức tiền hôn nhân. Thì mình hy vọng là khoảng tháng 6, tháng 7 năm sau mình sẽ có cái lớp tiền hôn nhân đầu tiên cho các bạn. Thì lúc đó bạn có kiến thức tiền hôn nhân thì bạn thấy là wow, tới đây là vui vẻ, yêu nhau nhưng mà nó chưa sẵn sàng. Tiền hôn nhân sau mới biết là wow, sống hai người nó khác, sống một cái cuộc sống hôn nhân nó còn nhiều thứ mình chưa biết. Sau đó có kiến thức bắt đầu về sống cuộc sống hôn nhân, theo kiến thức tiền hôn nhân mới xây dần dần ra, thì nó thành cái gọi là cái true love. Trên cái dọc đường từ cái tiền hôn nhân đám cưới đó cho tới cái true love, nó vẫn vậy nè, nó vẫn gãy lên gãy xuống vậy nè, nhưng mà cái lộ trình của nó là xây dần tăng dần. Nó vẫn có những lúc nó lên rồi nó gãy rồi, nhưng mà về lâu dài nó lên dần đó. Thì lúc đó dần dần bạn mới tới cái được là true love. Thì nguyên cái dòng kiến thức đó, cái em hỏi hồi nãy nó nằm đầu đây nè, mà còn chưa có kiến thức nữa, đi tới đầu này mịt mù. Thế các bạn nên cho mình những cái kiến thức đó, ok, từng cái nhiều cụm hẹn hò, lúc ban đầu hẹn hò sao, fall in love làm sao, trong cái thời gian làm gì, tiền hôn nhân làm sao, hôn nhân làm sao, chỉnh sửa điều chỉnh nó làm sao để ra cái gọi là true love. Phải học những cái đó, chứ nếu không các bạn mịt mù, các bạn giống như đi vô cái bãi mìn vậy đó. Có bao giờ đi vô bãi mìn chưa? Mình chưa đi nữa, nhưng mà nghe bãi mìn là nghe hết hồn rồi. Đi vô bãi mìn giống như này nè, bịt mắt đi đợi đi, hên xui thôi. Trời ơi, các bạn mà không có kiến thức bạn đi hồi bạn nổ banh sắt.